Chào mừng các bạn đến với khóa tự tin viết câu. Hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu thứ 8 gồm có if cộng be cộng adjective cộng cho that cộng cho chủ từ cộng cho infinitive hoặc là should infinitive. Ví dụ ở đây chúng ta có if có tính từ là important, có chủ ngữ có chủ từ là we. Rồi có động từ nguyên mẫu là be. Rồi còn cái khúc sau là nó bổ sung vô thêm câu thôi, gắn vô thêm thôi. Thì mình sẽ viết lại là It is important that we là chủ ngữ nè, we be hoặc là should be on time. Should be there on time. Should be there. There on time. Như vậy trường hợp này it is important that we be there on time cũng được, hoặc là we should be there on time cũng được. Mà thường thì người ta sẽ viết là should be. Tại vì viết be cũng đúng nhưng mà người ta không tự tin, tại thấy nó lạ lạ. Động từ to be ít khi nào xài nguyên mẫu nên thấy lạ lạ. Nhưng mà quan trọng mình phải hiểu nó làm sao thì mình tự tin mình viết thôi. Ví dụ như câu số 1 nè. Tính từ là necessary, chủ từ là he. Động từ nguyên mẫu là find. Còn cái này là phần sau thôi, bổ nghĩa cho chữ find thôi. Vậy mình viết lại sao? It is necessary. It is necessary that he file, he file hoặc là should file, he file the books hoặc là his book. Đó. Chẳng hạn như chữ file này á, thì người ta lại tự tin viết, còn đối với chữ be này người ta lại không tự tin. Câu số 2. Urgent là tính từ nè, chủ từ là she nè, leave là động từ nguyên mẫu nè. Once này là nó cộng gắn thêm vô câu thôi. Thì mình viết lại sao? It is urgent. It is urgent that she leave or should leave at one. At once. Có nghĩa là cái đó nó rất là quan trọng đến nỗi cô ấy rời khỏi ngay lập tức. Còn câu số 1 là điều cần thiết là anh ấy phải tìm được những cái cuốn sách đó. Câu số 3. It tính từ là important, chủ từ là you, động từ nguyên mẫu là remember. Question là gắn thêm vô trong câu thôi cho nó đầy đủ nghĩa. Thì mình viết lại là it is important that you remember remember hoặc là should remember hoặc là should remember remember this question hoặc là the question. Nhưng mà trường hợp này this nó hay hơn, tại vì question ở đây là không phải là số nhiều cho nên this question nó hay hơn. Là coi như là nhớ có một câu hỏi này thôi. This question. Tiếp theo câu số 4. It's essential committee resign. Mình viết lại.
It is essential that the committee có một, phải có the để xác định. The committee là ủy ban. The committee resign hoặc là should resign. Resign hoặc là should resign. Tiếp theo câu số 5. It tính từ là necessary, chủ từ là you. Here. Như vậy là trong cái trường hợp này mình nó người ta không có cho động từ nguyên mẫu thì mình viết động từ nguyên mẫu vô. Trong trường hợp này là be hoặc là should be. Vậy thì mình viết lại sao? Is necessary. Necessary that you be here at 8 a.m. hoặc là you should be here at 8 a.m. You be or should be. Ôi trời. You you be hoặc là should should be here at 8 a.m. Tiếp theo câu số 6. It's imperative that he obey or should obey the school regulations. It's imperative that he obey hoặc là should obey the school regulation. Điều bắt buộc là anh ấy phải tuân theo quy định của trường hoặc là nên tuân theo quy định của trường. Câu số 7. It's important that your brother stop smoking at once hoặc là should stop smoking at once. It's important that your brother stop hoặc là should stop smoking at once. Thì sao động từ stop này nó có hai hình thức. Một là to infinitive có nghĩa là ngừng cái công chuyện này để làm công chuyện khác. Còn trường hợp thứ hai là gerund là động từ cộng với in thì nó là ngừng hẳn luôn cái chuyện đang làm. Giống như trong trường hợp này là anh trai của bạn đang hút thuốc
anh ấy ngừng luôn. Câu số 8. Gì mà dài dữ. Dây viết làm sao? Dài dài thì nó cũng vậy thôi. Tiếp nè, tính từ nè, chủ từ nè. Rồi have hoặc là should have the same educational opportunities. Gì mình biết nè, it nè. Essential. That every child have hoặc là should have the same educational system no opportunities. Opportunity. Cái chữ giờ chỗ này đọc là chữ chờ nha mấy bạn, chứ đừng có đọc edu, đừng có đọc education, mà đọc là education. Education nó giống, nó giống như phát âm giống như là chữ G. Jack education, đừng có đọc edu. Educational opportunities. Ok, bài học của mình hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video của mình có ý nghĩa thì hãy đăng ký và giới thiệu cho nhiều người cùng học. Thì cũng như mấy bài khác, nếu như các bạn muốn tìm thêm nguồn tài liệu để tự học tiếng Anh thì có thể ghé blog của mình ở địa chỉ studyenglish@home123.blogspot.com. Các bạn có thể download sách tiếng Anh miễn phí. Cảm ơn các bạn.